Tủ sách tín thác, mến chào anh chị em và các bạn. Tủ sách tín thác, mến chào anh chị em và các bạn. Tủ sách tín thác đã gửi đến anh chị em và các bạn từ ngày 25 tháng 12 năm 2023, cuốn sách đầu tiên mang tựa đề Những lá thư không gửi. Từ ngày 12 tháng 2 năm 2024, cuốn sách thứ hai Con đường tín thác. Và từ ngày 11 tháng 3, cuốn sách thứ ba Hành trình lòng thương xót. Hôm nay, thứ ba, mùng 9 tháng 4, 2024, xin được gửi đến anh chị em và các bạn bài viết số 14 mang tựa đề Mong manh như sương khói. Mong manh như sương khói. Trong hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót, trên nhiều ngã đường và các ngóc ngách đời, những thiện nguyện tín thác và khát vọng vẫn theo sự hướng dẫn của người mục tử đầu đàn tung cánh ra đi tìm những quà tặng thiết thực dâng lên Chúa giàu lòng thương xót. Đó là những số phận người nếu không bám víu vào lòng Chúa thương xót thì số phận họ đằng trước chỉ còn là bức tường của tối tăm, đói khát, tuyệt vọng và mong manh như sương khói. Lời người cha già đau khổ. Ngồi co ro trên băng ghế của một quán cóc nơi xóm nghèo, người đàn ông già cả 76 tuổi bỗng nức lên khi thiện nguyện viên có lời quan tâm tới gia cảnh. Khổ lắm cô ơi, thân già tôi kiệt quệ thế này, lấy gì mà lo cho chúng. Theo lời của ông cụ, vốn từng là một dân đàn anh, đàn chị nơi Sới Bạc, Sòng Bài, khu vực chợ Bà Triệu thời còn trẻ, từng thắng nhiều, thậm chí là trúng số, nhưng cũng không kéo nổi những bàn thua. Lúc tàn cuộc cờ là lúc người vợ mất. Người đàn ông gà trống nuôi 5 con, nuôi cho nó lớn, chứ còn chuyện học hành cũng chỉ là chuyện xa xôi hoang tưởng. Cuộc sống càng lúc càng xô ông vào đường cùng. Cách đây 10 năm, ông bòn vét nốt số vốn còm, dắt con cái về ngoại thành. Cũng còn may là mua được căn nhà. Đám con lớn lên, đứa phụ hồ, đứa làm thuê. Chúng thương ai thì cứ thế mà dắt người về. Con gái, con trai, con rể, con dâu. Chúng lại sinh nở ra 7 cháu và vẫn ở trong cùng một ngôi nhà nhỏ ấy. Khổ quá sức. Cô chủ quán bỗng chen vô. Khi ông cụ sổ một tràng ho tưởng như chẳng muốn ngưng. Ông bị phổi. Cô chủ quán phân trần. Thằng con trai ổng chết cũng bệnh này, còn một thằng rể thì cũng chết vì bệnh ấy. Cái bệnh ấy mà cô chủ quán nói thác đi cho ông cụ đỡ tủi thân chính là căn bệnh HIV. Và đây cũng chính là nguyên nhân đưa đến đại thảm họa cho cô con gái út của ông cụ đáng thương, mà cứ nhắc đến là ông cụ lại trào nước mắt. Lời cô gái trẻ, ba đời chồng. Tìm tới nhà người thiện nguyện viên sau một dịp lỗ hẹn, hai vợ chồng dắt theo một cháu bé thơ.
Trên tay cô gái còn xách theo một bọc xốp màu đen. Hóa ra vợ chồng họ dắt con đi hái rau chùm bao mọc hoang ngoài cánh đồng. Kệ, ăn cho đỡ đói, mát ruột và cũng đỡ đau. Cô gái trẻ khẳng khiu như que tăm bảo thế. Cô gái khẳng khiu ấy có cái tên rất đẹp là Hồ Ngọc Thúy, sinh năm 1980. Song nhìn cô bây giờ, không ai có thể hình dung là tuổi cô còn trẻ như thế. Bây giờ, cô chỉ còn như cái xác biết đi. Đó là hậu quả của căn bệnh thế kỷ. Chấp nối những câu chuyện kẻ hụt hơi vì thở dốc của cô, thêm tiếng thở dài của anh chồng và tiếng bi bô kêu đói bụng của đứa bé thơ, sẽ hiện ra toàn cảnh của một số phận. Thúy có tới 3 đời chồng. Người thứ nhất chung sống với Thúy không được mấy hôm, đùng một cái anh này bị tai nạn giao thông. Trong những câu thều thào sau cùng, anh này ký thác vợ mình cho một cậu bạn thân của mình quê ở miền Trung vào làm thuê ở Sài Gòn. Và thế là anh chàng miền Trung gật đầu cái rục. Và thế là đời cô gái trẻ, đợi cô gái trẻ nguôi ngoai sự buồn chết chồng, anh chàng miền Trung cuốn gói dọn nhà tới ở nhà ông cụ, ra mắt nhạc gia và trở thành người chồng thứ hai của cô gái có tên Ngọc Thúy. Họ sống với nhau khá hòa thuận trong cái cảnh nghèo. Hai vợ chồng cùng nhau đi bán hàng xôn, là những búi chùi nồi son, thìa đũa tre, và gần Tết là những bao lì xì đỏ. Thì cũng chỉ đủ tay làm hàm nhai, nhưng hễ mùa mưa là đói dài dài. Ngại ở nhà bố vợ mà túng quẩn nhôi nhai, cứ mùa mưa là anh chàng dồn hàng vào bao lên tận miệt Bình Phước, Phước Long. Gửi vợ lại nhà ăn bám nhạc gia cũng tong teo và mấy người anh em đảng vợ. Xong sống với nhau được mấy năm, hai người càng ngày càng gầy quắt mà chẳng có mụn con nào. Cô gái cứ bảo là đói ăn lấy sức đâu mà đẻ. Cho đến một ngày nọ, anh chàng đi bán về, túi có chút tiền lời, mới chơi đẹp, gọi vài chai bia đãi đằng ông bố vợ. Đêm ấy, anh chàng nôn thốc nôn tháo ra máu tươi. Đem vào bệnh viện cấp cứu, cô vợ cứ càu nhàu, uống chi nhiều để lúng bao tử thành ra nỗi. Bác sĩ gọi cô gái lên trấn an tư tưởng và báo cho cô một sự thật phũ phàng. Anh chồng bị bệnh HIV, chuyển sang S giai đoạn cuối rồi. Phổi đã ruỗng bởi vi trùng, vô phương cứu chữa. Cô vợ ở chỉ kịp vòng về báo bố già tin xấu đó. Cả một gia đình nghèo gom góp tí tiền, thêm chút tiền hàng xóm chạy qua hỏi thăm. Cô vợ rinh anh chồng về mãi miền Trung để anh này kịp chết nơi quê cha đất tổ. Và thế là Thúy lại không chồng, lại cô đơn, lại bám víu vào ông bố già, thở chẳng ra hơi, nghèo sơ xác. Hàng xóm gần đó có anh chàng gọi là anh Tý. Anh cũng ít chữ, thường làm phụ hồ và đốn cây thuê. Lúc thất nghiệp, anh ta đi trúm lươn, mò cá dưới đìa. Đi qua nhà lại xớt cho cha con cô Thúy mấy con. Xớt cá ra sao thì không ai hay. Mà bỗng đâu anh này đùng đùng đòi dọn đồ sang nhà cô Thúy. Ai gỡ cũng không ra. Anh chàng bảo thương, rất là thương, và xót xa cho cô gái mỏng manh hai đời chết chồng và đang mang bệnh đó. Lúc bây giờ, có một thiện nguyện viên tín thác nhà ở gần, cũng hết lời tư vấn những điều nên làm và không nên làm cho anh. Xong tư vấn thì cứ tư, mà dọn đồ sang nhà cô nàng thì anh ta cứ dọn. Tình yêu mà.
thì nguyện tín thác chuyển nhà đi. Đâu có biết anh ta cùng cô Thúy sinh ra một lèo, hai đứa con. Hậu quả là hai vợ chồng cũng nhiễm bệnh. Cô vợ ốm nhom, cơm chẳng đủ no, áo chẳng mặc lành, không công ăn việc làm. Cạn sức tàn hơi, họ phải mang một đứa con đem cho một người mãi bên quận 6 nuôi giúp. Và đó là lý do vợ chồng cô tìm thiện nguyện viên ngày xưa từng đến khuyên lơn. Lần này thì anh chàng năn nỉ, xin giúp chúng em với, xin giúp chúng em với. Thiện nguyện tín thác nhỏ bé làm sao giúp được những việc lớn, làm sao xóa được căn bệnh mà cả thế giới không thuốc chữa. Nhưng giúp hai con người trẻ ấy gượng dậy là việc phải làm và nên làm. Một việc nữa thiện nguyện thấy mình phải ra tay giúp ngay, đó là khi nghe người mẹ trẻ nấc lên: cháu nhớ con quá cô ơi, bây giờ muốn sang nhà người ta đón nó về, dù là về chơi đón năm mới thì cũng phải có tiền quả cáp cho người nuôi con mình, và có tí lận lưng mà bồi dưỡng cho chị em nó, không có thì làm sao mà đón con về được. Khi cô gái khóc, đứa bé thơ ôm mẹ, một tay sờ sờ những giọt nước mắt lăn dài. Quay mặt đi, thiện nguyện viên tín thác nhủ lòng: để mẹ gặp được con thì phải giúp thôi. Nhận được tin này, người linh mục Lãng Tử nhận lời giúp cho người mẹ gặp con và giúp cái gia đình tan tác giặt dầu trong khổ đau ấy, chí ít sẽ có một cái Tết đoàn viên hoan hỷ. Còn việc cụ thể trước mắt mà các thiện nguyện phải làm là hướng dẫn, thậm chí phải cưỡng chế nếu cần, để anh chàng tên Tí đi xét nghiệm và điều trị theo sự hướng dẫn của y tế. Cả hai cháu nhỏ cũng sẽ phải làm, nhưng tâm trạng của hai vợ chồng nhà này là giấu bệnh để con không bị kỳ thị, nên sẽ phải thuyết phục sao cho êm thấm. Và một việc cần làm hơn tất cả mọi việc mà ai cũng có thể làm được, đó là dâng lời cầu nguyện: xin lòng Chúa xót thương quan phòng che chở cho gia đình của họ. Dù họ không có đạo, nhưng thiện nguyện viên cũng sẽ báo cáo cho cha sở tại trường hợp này. Các đoàn thể sẽ nới thêm vòng tay yêu thương đùm bọc họ, tin tưởng phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa, và ước mong nhận được sự thương xót của mọi người để gia đình họ có thêm chút cơ hội tồn vong. Quả thật, với thảm trạng hiện nay, số phận hai con người này, ngoài cái tình quấn quýt lấy nhau, thì mọi sự khác mong manh như sương khói. Là tông đồ lòng Chúa thương xót, ước chi mỗi người thể hiện lòng thương xót bằng tấm lòng bác ái, để tạo thêm cơ hội sống cho những phận người cùng khốn. Sự sống của họ, dẫu đến từng ngày, sẽ thay vạn lời tri ân tha thiết nhất. Và đâu đó, trong bốn bức tường, mỗi 3 giờ chiều, người mục tử lòng thương xót vẫn âm thầm dâng họ lên Chúa đấng giàu lòng xót thương, và nhắc nhở học trò mình tìm mọi cách thực hành lòng thương xót với những mảnh đời vỡ nát, mong manh như sương khói. Trọn một đời, Chính Chúa là nguồn cây trâu.